Các quý vị đấu giá hợp đồng ghi âm đầu tiên của The Beatles, tin từ New York, Hoa Kỳ. Bản hợp đồng ghi âm đầu tiên của ban nhạc Anh The Beatles đã được đem ra bán đấu giá tại nhà đấu giá Heritage Auctions New York, Hoa Kỳ với giá là 93.750 Mỹ Kim. Bản hợp đồng năm 1961 gồm 6 trang có chữ ký của John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và tay trống Pete Best, người sau này được thay thế bằng Ringo Starr, đã dẫn đến sự ra đời của đĩa đơn My Bonnie. Đĩa đơn được phát hành tại Đức dưới tên nghệ sĩ biểu diễn là Tony Sheridan và The Big Brothers. Vào những năm 1960, The Beatles thường biểu diễn tại các hộp đêm ở thành phố Hamburg, Đức Quốc, nơi bản hợp đồng được ký kết. Vào thời điểm đó, ban nhạc được biết đến dưới tên The Big Brothers. Đĩa đơn được coi là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của ban nhạc bởi nó đã thu hút sự chú ý của ông Brian Epstein, người sau này trở thành ông bầu của The Beatles. Năm tiếp theo, với sự trợ giúp của Brian Epstein, The Beatles đã ghi âm Love Me, Love Me Do, đĩa đơn đầu tiên dưới tên The Beatles và lập tức gây được sự chú ý. Rồi từ đó, họ dần dần trở thành ban nhạc lừng danh thế giới.